Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Nghe Họng Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với tập 144 của bộ truyện đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhấn like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy, động viên Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 144 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Quy Thiên Thư và Diệp Húc đối chiến với nhau. Quy Thiên Thư tâm niệm vi động, nâng bàn tay lên, tiếp đỡ Kiến Mộc Thần Trượng của Diệp Húc. Răng rắc một tiếng, cánh tay của y trực tiếp bị lực lượng mãnh liệt đè áp, cho dù có Tam Thánh Điện trấn áp thân thể, cũng vô phương chống lại lực lượng thuần túy của Bản Vương Thiên Địa Pháp Tướng kết hợp với Kiến Mộc Thần Trượng của Diệp Húc. Tên tiểu tử này có thể sánh ngang với đỉnh cao nhân hoàng rồi. Quy Thiên Thư vừa sợ vừa giận, lập tức một tiếng tất thất pang pang chuyển đến, y chặt đứt cánh tay, trực tiếp bị Diệp Phúc một trượng đánh bạo. Hắn thầm nghĩ, được, tên tiểu tử này nhuệ khí đã tiêu, hiện giờ cuối cùng cũng đến lượt ta ra tay rồi. Một luồng hơi thở dũng mãnh vô bờ của cấm bảo chuyển đến, giống như luân hồi giáng lâm. Trong lòng Quy Thiên Thư cả kinh, gấp gáp giữa không trung quay đầu quét tới, chỉ thấy luân hồi thiên bàn dưới sự thôi động của đám người Triều Công Thiều hướng y nghiền áp. Nhất thời kinh hãi thất sắc. Y hiện giờ bị Diệp Húc tiếp cận, nếu như lại có thêm Triều Công Thiều, tên đỉnh cao nhân hoàng này thôi động cấm bảo nghiền áp, chỉ sợ kết cục không chỉ đơn giản là hủy đi một cánh tay. Luân hồi thiên bàn uy năng dũng mãnh một đường đánh tới, những chỗ đi qua hai tên nhân hoàng của thiên giới với mười mấy vị đại vua tam bất diệt cảnh không kịp trốn thoát, bị nghiền bẹp tại chỗ, xương cốt không còn, thân thể nguyên thần thiên địa pháp tướng thậm chí là bất diệt chân linh đều hết thảy nổ tung, lập tức bị mặt luân bàn này hút vào bên trong. Mặt luân hồi thiên bàn này chính là chí bảo của ma đạo, quỷ dị âm tà, thật không ngờ lại có thể hút được tinh khí huyết khí của người để bổ sung năng lượng cho chính mình. Diệp Húc lại lưng trượng hung hăng nện xuống. Quy Thiên Tư không hề chần chừ, phẫn nộ hét lên một tiếng, huy động đám thuộc hạ may mắn còn sống sót kia, mở to miệng mà nhổ. Tam Thánh Điện gầm rú từ trong bay ra, oanh kích không trung, khiến không trung bị đánh đến dập nát. Tiếp đó, gã quay người nhảy một cái, tiến vào cửa động nứt toác từ trong không trung kia, rồi giận dữ hét lên. Diệp Thiếu Báo, Triều Công Thiều, hai tên tiện nhân các ngươi hậu đãi ta, Quỳ Mỗ nhớ kỹ. Hôm khác đợi Quỳ Mỗ phục hồi thương thế, sẽ dẫn đại quần đến săn bằng Hoàng Tuyền Ma Tông, đem hai người các ngươi lột ra dóc cân, khiến các ngươi mãi mãi không thể phục thân được. Sao? Ngươi dám mắng ta ư? Ai mắng ta, ta giết người đấy, ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Diệp Húc mặt vừa biến sắc, Triều Công Thiều trong lòng cả kinh, tưởng rằng tên tiểu tử này tính toán đi đuổi giết, đang định ngăn cản thì thấy Diệp Húc đột nhiên thu hồi Kiến Mộc Thần Trượng, giơ tay ra tóm, quát lớn: "Cung đến!" Trên quan tinh phong, hàn chắc cung gào thét từ trên tiến đàn bay xuống, rơi vào trong tay của Diệp Húc. Cùng lúc đó, ống tiễn cũng rơi vào sau lưng của hắn. Diệp Húc thò tay lấy tiễn, dương cung chở bắn. Pháp lực toàn thân của hắn đều dồn hết vào hàn chắc cung, vẫn chưa đem uy năng của cấm bảo triệt để phát huy, phát kích. Hàn chắc cung chỉ bị hắn kéo ra một biên độ rất nhỏ, Diệp Húc lên không còn sức kéo tiếp. Tên khốn kiếp kia dám mắng ta, tội đáng chết vạn lần, các ngươi còn không lên giúp đỡ đi. Diệp Húc quay đầu tức giận nói. Đám người Giả La Minh Tôn ngơ ngác vội vàng lên trước, đem pháp lực toàn thân dồn hết vào hàn chắc cung. Ba vị đại minh tôn vương cùng nhau phát lực, lại đem hàn chắc cung kéo thêm ra được một ít, nhưng vẫn chưa hoàn. Triều Công Thiều bước lớn lên trước, pháp lực đỉnh cao nhân hoàng dũng mãnh dồn vào hàn chắc cung. Các đình chủ Linh Sơn của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng từng người ra tay, cuối cùng cũng đem được bộ cấm bảo này hoàn toàn kéo hết, giống như một vầng trăng tròn. Chiếc cung này kéo ra, chỉ thấy đất trời đổi màu, vô vàn thiên địa nguyên khí, gió dục mây vần điên cuồng nhập vào nghệ hoàng kim tiễn. Mũi kim tiễn này càng ngày càng sáng, tỷ vạn ánh quang vây quanh giống như mặt trời chói lóa vậy. Lúc này, cửa động do Quy Thiên Thư mở ra vẫn chưa khép lại, chỉ thấy nghệ hoàng kim tiễn bắn ra, chui vào bên trong cửa động, mang theo hàng tỷ vạn quang tiễn. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Diệp Phúc nhìn thấy không trung cách đế vạn dặm bỗng nhiên giống như một gương sáng, vỡ vụn hóa ra từng mảng hỗn độn. Tam thánh điện trực tiếp từ trong không trung nổ tung, vô số tứ chi bị quấy trộn nát bấy. Cường nhân dưới trướng Quy Thiên Thư bị mũi tên này bắn chết hàng loạt, thậm chí ngay cả Quy Thiên Thư cũng trúng trọng thương. Nếu như không phải là hắn có cấm bảo Tam Thánh Điện, lại thêm uy năng của Hàn Chắc Cung không được như trước, uy lực chỉ tương đương với một cấm bảo bán thành phẩm, thì e rằng ngay cả y cũng sẽ ngã dưới một tiễn của đám người Diệp Húc, chết không có chỗ chôn thân. Người này thật mạnh, như thế mà vẫn không chết được sao? Triều Công Thiều không khỏi biến sắc. Lão tự phụ thực lực kinh người, nhưng nếu như bị một tiễn như vậy bắn trúng, nhất định xương cốt không còn, thậm chí ngay cả bất diệt chân linh cũng sẽ bị bắn chết. Có điều Quy Thiên Thư lại không hề chết, quả thực là thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng không chết, nhưng hắn cũng trúng trọng thương, không có mười mấy năm khổ tu, đừng hòng phục hồi lại trạng thái toàn thịnh được. Diệp Húc tiếp tục đặt Hàn Chắc Cung lên trên tế đàn, chỉ thấy Nghệ Hoàng Kim Tiễn bay đến, tự động hạ xuống bên cạnh của ông tiễn. Hắn nhíu mày nói, Quy Thiên Thư cũng chỉ thế thôi, điều đáng sợ chính là thế lực sau lưng của y kìa. Khiến ta nghi hoặc chính là đứa con của Đế Đốc Thần Vương theo lời y nói kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ẩn náu ở đâu? Người này nhất định phải bắt được, nếu không để cho gã trưởng thành rồi, các đại thánh địa e rằng sẽ không còn đường sống. Hắn nghĩ đến chỗ khó chơi của máu vô tổ, liền không khỏi nhíu mày. Hiện giờ chỗ máu vô tổ đó vẫn bị hắn trấn áp trong Càn Khôn Đỉnh, đến nay vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, tiêu trừ ma tính bên trong. Nếu như đổi lại là máu của Đế Khốc, e rằng cấm bảo cũng vô phương luyện hóa, huống hồ cảnh giới tu vi của Đế Khốc Thần Vương đã đạt đến trình độ đế quân. Triều Công Thiều chán là nói, con đường thông thiên chi lộ mở ra, khiến cho vu hoang đại loạn, rồng rắn cùng nhau. Lúc này các đại thánh địa khó mà tự bảo vệ, mỗi nơi đều tự thủ hộ sơn môn, chỉ sợ bị ngoại địch xâm nhập. Ai mà biết được đứa con của cái gã Đế Khốc Thần Vương kia rốt cuộc đang ẩn nấp ở đâu đây? Lão thở dài một cái, lắc đầu nói, các đại thánh địa ma yêu chúng ta, mặc dù ngày thường cũng có tranh đấu, nhưng cũng chưa đến mức dương cung bạt kiếm. Chỉ có lần mở ra con đường thông thiên chi lộ này, dẫn đến các cao thủ thiên giới hạ giới. Những người này tính toán thống nhất thế giới vô hoang, e rằng thế giới vô hoang không thể tiếp tục bình yên được nữa rồi. Thiếu báo, nếu như không phải ngươi kịp thời chạy về, ta cái tên tiền tông chủ bất thiếu này chỉ có thể dùng đến thân thể tổ sư khai phái mới có thể làm Quy Thiên Thư rút lui mà thôi. Tổ sư khai phái Hoàng Tuyền Ma Tông chính là vua hoàng, thành tựu cực cao, sau khi chết lưu lại thân thể của mình, thủ hộ Hoàng Tuyền Ma Tông. Có điều, cho dù là gặp phải nguy hiểm, qua nhiều đời tổ sư cũng không đồng ý dễ dàng dùng đến thân thể của tổ sư khai phái. Di chuyển thân thể tổ sư chính là đại bất kính, đại bất hiếu đối với tổ sư. Ứng sư huynh rốt cuộc đi đâu rồi? Diệp Húc hiếu kỳ hỏi. Hắn với ta người trước người sau đi ra ngoài, đến nay đã có 4 năm qua đi rồi. Theo lý mà nói, vu hoang đại loạn như thế này, hắn hẳn là phải nhận được tin tức lập tức trở về chủ trì Thánh Tông mới phải. Có hắn ở đây, 10 tên hay là 100 tên Quy Thiên Thư, hắn cũng giơ tay giết được. Triều Công Thiều nói, tông đạo đã không còn ở thế giới vu hoang, hắn vì tu thành Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển đã đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Đó chính là nơi tổ sư khai phái Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta từng chiến lập. Tổ sư ở đó xem được tình hình Lục Đạo Phá Diệt, vì vậy mới sáng tạo ra Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển. Đoán chừng hắn không luyện thành cấm đạo cấm pháp này thì sẽ không trở về đâu. Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển chính là một môn cấm pháp thâm sâu nhất trong kiểu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng là một môn cấm pháp khó luyện nhất. Ứng Tông Đạo đã đem bắt cấm lần lượt tu luyện đến đỉnh cao, vô hạn tiếp cận vu hoàng. Chỉ duy nhất môn cấm pháp này thủy chung không có cách nào luyện đến cảnh giới viên mãn. Gã lần này đến cái nơi nguy hiểm dị thường đó, đứng ở nơi tổ sư Hoàng Tuyền Ma Tông từng đứng, quan sát dấu vết viễn cổ, lĩnh hội cảm ngộ và tâm tình của sư tổ Ma Tông khi đó, đối với việc gã tu luyện Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển có ích lợi rất lớn. Diệp Phúc cũng có được Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, có điều hắn không hề tu luyện môn cấm pháp này, mà là trực tiếp dung hợp Bản Vương Khai Thiên Kinh cùng với Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển của Ma Hoàng, tham chiếu lẫn nhau, cùng hoàn thiện lục đạo luân hồi của hắn. Ta tuy rằng không cần tu luyện Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, nhưng nếu như hoàn thiện Bản Vương Khai Thiên Kinh, đạt được ý nghĩa đích thực của lục đạo, lĩnh ngộ đạo lý vạn vật luân hồi, thì vẫn nên đi những nơi như ứng sư huynh từng đi qua, tận mắt xem tình hình khi đó tổ phụ đã từng thấy. Diệp Phúc thầm nghĩ. Lúc này phần lớn chúng đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông đều có thương tích, thậm chí còn có một vài người thương thế cực nặng. Quy Thiên Thư mặc dù thất bại rút lui, nhưng Thập Vạn Đại Sơn của Hoàng Tuyền Ma Tông gần như bị hủy diệt hết sạch, chỉ còn lại một vài dãy núi ít ỏi. Toàn bộ linh sơn suýt nữa đã bị hủy hết trong tay đám người Quy Thiên Thư. Hoàng Tuyền Ma Tông có thể nói là tổn thất nghiêm trọng vô cùng. Những đệ tử may mắn còn sống sót sắc mặt thảm hại, cho dù là các phong chủ Linh Phong, Linh Sơn và các thái thượng trưởng lão cũng có chút ý chí tinh thần sa sút. Cơ nghiệp mấy trăm vạn năm Hoàng Tuyền Thánh Tông ta nay lại bị hủy hoại trong chốc lát, nên làm như thế nào cho phải đây? Tiết trưởng lão lẩm bẩm chậm chạp nói. Thái thượng trưởng lão Khúc Đình San lắc lắc đầu. Chủ lực của Thánh Tông ta vẫn còn, chỉ là hủy đi vài tòa Linh Sơn mà thôi. Cùng lắm là trùng luyện Linh Sơn, nhiều thì mấy tháng, ngắn thì mấy chục ngày, là có thể luyện thành thập vạn Đại Sơn ngay từ đầu được, hồi phục như cũ. Chỉ là linh mạch của các đỉnh đều đã bị đám người Quy Thiên Thư hủy đi. Linh mạch bị hủy, Linh Sơn cũng không còn, vẫn cần phải đi thu thập lại linh mạch, như vậy thì phiền phức rồi. Vài vị trưởng lão khác cũng không khỏi thở dài. Linh mạch trong 10 vạn Đại Sơn của Hoàng Tuyền Ma Tông nhiều không đếm xuể. Lần này Linh Sơn bị hủy, linh mạch cũng bị đánh vỡ, muốn khôi phục lại hưng thịnh như ngày trước, không có thời gian mấy năm, mấy chục năm, e rằng không cách nào làm được. Huống hồ bây giờ đại bộ phận chủ lực của Ma Tông đều có thương thế, cần phải dưỡng khỏi thương thế mới có thể ra ngoài thu thập linh mạch. Nhưng mà hiện nay thiên địa đại loạn, quần mao loạn vũ, còn có con nối dõi của Đế Khốc Thần Vương hoành hành, ra ngoài tìm kiếm linh mạch e rằng hoàn toàn không phải chuyện tốt. Có lẽ sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng ở bên ngoài. Vù vù vù. Diệp Húc đột nhiên tế khởi Kiến Mộc Thần Trượng. Cây thanh mộc trượng này được hắn thôi phát, lập tức cao ngất đứng trên Luân Hồi Thiên Bàn. Từng luồng ánh sáng màu xanh tỏa xuống, sức sống cuồn cuộn tràn ngập, nhập vào trong cơ thể của mọi người, hóa giải thương thế của mọi người, trị liệu vết thương kín. Bên trong Kiến Mộc Thần Trượng vốn có sức sống vô cùng vô tận, lại thêm vào chân nguyên nguyên thần của Diệp Húc, nguồn sức sống này có thể làm cho người chết sống lại, dù thương thế có nặng hơn nữa cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi liền có thể khỏi hẳn. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống hít lấy nguồn sức sống tỏa ra từ Kiến Mộc Thần Trượng, điều trị vết thương. Đám người Thái Thượng trưởng lão Yến Tư Nhiên cũng cảm thấy được thương thế của bản thân nhanh chóng khỏi hẳn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Diệp Húc tế khởi Kiến Mộc Thần Trượng chữa khỏi cho nhiều cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông, loại thần thông này quả thực là kinh người. Lên! Diệp Húc đột nhiên giơ tay ra, chỉ thấy một tiếng ầm vang lớn, quan tinh phong đột nhiên nứt ra, một đường thuần dương linh mạch bậc 9 từ trong khe nứt của đại sơn bay ra, giống như một con kim long dài gần trăm dặm, giữa không trung xây dịch biến hóa, mạnh mẽ sinh tư. Mọi người không giải thích nổi, chỉ thấy Diệp Húc một chưởng đánh ra, đường linh mạch giống như kim long này đột nhiên rầm rầm một tiếng, bị một chưởng của hắn phá vỡ, phân ra hàng vạn đường, hóa tác thành hàng vạn kim long nhỏ bay khắp bầu. Triều Công Thiều trong lòng vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao hắn đột nhiên đập nát một đường kiểu giai thuần dương linh mạch, trong lòng đang tiếc hận thì bỗng thấy Diệp Húc hất mạnh tay một cái mà quát lên: "Xuống!" Mấy vạn con kim long nhỏ lần lượt chui xuống mặt đất, chỉ thấy đống hoang tàn của thập vạn đại sơn dưới mặt đất đột nhiên truyền lại một tiếng ầm vang cực lớn. Từng tòa đại sơn từ đống hoang tàn trồi lên, sinh trưởng ầm ầm, trong chớp mắt liền có mấy trăm ngọn núi từ mặt đất mọc lên, càng dài càng cao. Chỉ trong thời gian vài cái hít thở, thập vạn đại sơn vốn dĩ bị san thành bình địa, liền hình thành thình lình hiện ra mấy vạn đỉnh núi thanh tú đẹp đẽ, thẳng đứng dựng lên. Linh khí khí trời trong núi tràn ngập thuần dương linh khí nồng đậm, hơn xa so với Linh Sơn bị hủy đi trước đây. Đây chính là tác dụng to lớn của kiểu giai thuần dương linh mạch. Mặc dù Diệp Húc đem kiểu giai thuần dương linh mạch phân thành mấy vạn phần, nhưng đặc tính của thuần dương linh mạch chính là có thể dẫn dắt địa khí, khiến cho Linh Sơn sinh trưởng. Diệp Húc tuy rằng hủy đi một đường kiểu giai thuần dương linh mạch, lại tạo thành mấy vạn tòa Linh Sơn, tái diễn sự rầm rộ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Thậm chí linh đỉnh của những Linh Sơn này so với trước đây linh khí còn dồi dào hơn gấp trăm lần, chất lượng cũng cao đến dọa người. Tu luyện dưới loại Linh Sơn này, tốc độ chắc chắn vượt qua Linh Sơn ban đầu. Chư vị sư đệ, sư huynh, sư bá, Diệp mỗ sâu sắc chịu ơn Thánh Tông mà vẫn chưa có gì báo đáp. Đến nay Diệp mỗ trùng luyện thập vạn đại sơn, hồi phục hương thịnh khi trước, là một chút tâm ý của tại hạ. Diệp Húc phóng tay hành động, trong chớp mắt liền đem mấy vạn Linh Sơn khôi phục thành công. Hắn cười nói, mọi người đều thán phục, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay cả Hầu Nhân Vực cũng không thể không khâm phục khoản này của Diệp Húc. Một đường kiểu giai thuần dương linh mạch có thể tạo thành một vị vua hoàng vô cùng quý giá. Diệp Húc không ngờ lại đem một đường linh mạch như vậy lấy ra, hủy đi Thánh Sơn tự mình khổ luyện thành, để giúp đỡ chúng nhân Hoàng Tuyền Ma Tông. Loại khí phách này Hầu Nhân Vực mặc cảm là không bằng. Triều Công Thiều cũng thở dài, thấp giọng nói, thiếu bảo, người phá nát kiểu giai thuần dương linh mạch để chế luyện thập vạn đại sơn, quả thực là quá lãng phí rồi. Có điều trong luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông ta vẫn còn 3 đường cửu giai thuần dương linh mạch. Đợi một lát ta lấy ra một đường đền cho ngươi vậy. Sư bá quá lời rồi. Diệp Phúc cười nói, kiểu giai thần dương linh mạch tuy tốt, nhưng đối với ta mà nói không hề quý giá. Loại linh mạch này ta nếu như muốn có nhiều thì không dám nói, nhưng 8 đường 10 đường thì vẫn có. Triều Công Thiều mắt trợn tròn xoe, thất thanh nói, 10 đường 8 đường sao? Tiểu tử thối, cướp của bao nhiêu thánh địa? Mau chóng lấy ra để lão phu thay ngươi bảo quản nào. Nhìn bộ dạng này của lão kia, như hận không thể lập tức lộn ngược Diệp Húc ra, đem ngọc lâu của Diệp Húc vơ vét một lần. Thì trước mắt vẫn chưa có. Diệp Húc giật mình một cái, vội vàng nói, ta mấy ngày trước chỉ là khắp nơi tìm kiếm mảnh vỡ kiện mộc, làm gì có thời gian tìm kiếm kiểu gia thần dương linh mạch đấy. Sư bá nếu như muốn, hôm khác ta đi tìm về, tặng người một sợi lại được rồi. Triều Công Thiều trợn trắng mắt, kiểu gia thần dương linh mạch quý giá như thế, mà cái tên tiểu tử này cư nhiên chân cháo khoác lác, tùy miệng là nói đem tặng người, đúng thật là có thể thổi thủng một lỗ ở trên trời rồi. Lão tưởng rằng Diệp Húc chỉ là nói đùa, hoàn toàn không để ở trong lòng, cười nói, thiếu bảo, thực lực ngươi hiện nay tiến bộ rất lớn, tu vi cùng tiến bộ thần tốc, lại có thể ép Quy Thiên Thư cùng với đám cường nhân cấp thánh chủ rút lui, quả thật là đáng sợ. Ta vẫn còn nhớ 4 năm trước khi ngươi rời đi, tu vi vừa mới tiến vào tam tương cánh, đến nay không ngờ đã hùng mạnh đến trình độ này. Lẽ nào trong 4 năm nay ngươi gặp phải điều gì đó kỳ lạ hay sao? Một lời khó nói hết được sao? Diệp Phúc đang định đem những việc bản thân trải qua trong 4 năm đại khái nói một phen, đột nhiên như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đám người Triều Công Thiều cũng cảm thấy gì đó, lần lượt ngẩng đầu, thì thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều ngôi sao sáng. Những ngôi sao này cách thế giới vô hoang càng ngày càng gần, hóa thành nhiều vầng trăng sáng. Qua một lúc sau, từng vầng trăng sáng xuống đến Hoàng Tuyền Ma Tông, hạ đất liền hóa thành từng vị nữ nhân xinh đẹp, đứng ở đầu chính là đại công chủ Quỳnh Tiêu của Hàn Nguyệt Cung. Thì ra là Hàn Nguyệt Cung nghe tin vội vàng thống lĩnh cao thủ đến để viện trợ. Quỳnh Tiêu đã đến chậm một bước rồi, vẫn xin Triều công lượng thứ cho. Cung chủ Quỳnh Tiêu mắt lộ dị sắc, quan sát khắp nơi, chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Tông lúc này thanh sơn như trước, tràn ngập linh khí trùng trùng điệp điệp, vận khí hưng thịnh, so với trước đây còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, một chút cũng không nhìn ra dấu vết từng trải qua một trận đại chiến, không khỏi nghi hoặc mà nói, dám hỏi Triều công, lẽ nào không hề có yêu ma tiên giới xâm nhập hay sao? Có là có, tuy nhiên thiếu bảo trở về đã đem đám yêu ma thiên giới đó đánh lui cả rồi. Triều Công Thiều ha ha cười lớn, nhanh chóng đem sự tình trải qua nói hết một lượt. Quỳnh Tiêu công chủ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt quét về phía Diệp Húc, lại cười nói, Diệp phong chủ hiện giờ tu vi đúng là càng thêm tinh thâm, vài năm nữa sợ là có thể xưng thành thánh chủ rồi, có thể cùng với Quỳnh Tiêu sánh ngang. Hoàng Tuyền Ma Tông có một nhân tài như vậy thật là may mắn. Diệp Phúc đang đứng cùng Tô Kiều Kiều nghe thế liền vội vàng cười nói, công chủ quá khen rồi, Diệp mỗ chỉ là dựa vào uy năng của cấm bảo bán thành phẩm mới có thể có được chiến lực này, thực lực tu vi trên thực tế chỉ có thể sánh ngang với nhân hoàng mà thôi. Công chủ Quỳnh Tiêu tiếp tục đánh giá hắn, hé miệng cười nói, đây cũng không phải là quá khen đâu, Diệp phong chủ trên mình mang thương thế mà vẫn có thể giết chết được nhân hoàng, đánh lui Quy Thiên Thư, có thể thấy được nếu như không có thương tổn ở trong người, thực lực hẳn là kinh hoàng. Nàng tuệ nhãn sắc sảo, vừa nhìn là biết được chỗ không đúng của Diệp Húc, chân thành giơ bàn tay ra, nhẹ nhàng để vào ấn đường của Diệp Húc. Diệp Húc đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho nàng chỉ điểm. Chỉ nghe thấy một âm thanh từ ấn đường truyền đến, Quỳnh Tiêu công chủ thu ngón tay, chỉ thấy ngón tay bị chấn vỡ, xuất hiện một vết thương nhỏ, nhỏ ra một giọt máu, giống như huyết châu vậy. Cường mãnh bá đạo, hình như thần trung, hẳn là cấm bảo Đông Hoàng thế gia Hạo Thiên Trung tạo ra thương tích cho ngươi rồi. Cung chủ Quỳnh Tiêu phục hồi ngón tay như cũ, cười nói, lẽ nào Diệp đình chủ từng phát sinh xung đột với Đông Hoàng gia hay sao? Thánh chủ của Đông Hoàng gia Đông Hoàng Việt không ngờ dùng đến cấm bảo Hạo Thiên Trung, để lại cho ngươi một đường vân Hạo Thiên Trung. Đường vân này không trừ đi, e rằng tu vi của Diệp đình chủ sẽ bị nhốt ở tam tương cảnh, không cách nào mà tiến vào cảnh giới tiếp theo được. Nàng hé miệng cười nói, Hàn Nguyệt Cung ta nhiều lần cùng với Thái Dương Thần Cung giao thủ, đối với cấm bảo của Thái Dương Thần Cung và Đông Hoàng gia đều rõ như lòng bàn tay mình vậy. Trận vân này Quỳnh Tiêu có thể trừ đi giúp Diệp đình chủ. Diệp Phúc không khỏi khâm phục tuệ nhãn của nàng, hắn vốn dĩ đang sầu muộn vì không cách nào diệt đi trận vân của cấm bảo, nghe thế vậy liền vội vàng cười nói, ồ, vậy thì mời công chủ ra tay. Tổn thương do cấm bảo tạo ra tất nhiên cần cấm bảo mới có thể chữa khỏi được, Cũng may Quỳnh Tiêu lo lắng còn nối dõi đế khốc thần vương tu vi quá cao, vô lực mà khắc chế, đã đem đến cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung ta rồi. Cung chủ Quỳnh Tiêu khẽ cười, tế khởi một gốc cây hóa quế, thanh quát một tiếng, tế khởi thần thụ, nhẹ nhàng quét một cái, chỉ thấy từng đạo trận vân từ trên cây rơi xuống, chui vào ấn đường của Diệp Húc, biến mất không thấy. Bên trong ấn đường Diệp Húc lập tức truyền đến một tiếng nổ, vội vàng nhìn kỹ ấn đường, chỉ thấy một trận vân của cự trung và cây hoa quế lơ lửng giữa thiên đình cùng nhau tiêu tan, không thấy tung tích đâu cả. Diệp Phúc vội vàng cảm ơn, trong lòng không khỏi như chút bỏ được tảng đá đè nặng. Hắn cười nói: Diệp mỗ vẫn còn một thỉnh cầu quá đáng nữa, khẩn cầu cung chủ ra tay giết hại một vua hoàng phân thân. Sao? Giết hại một vua hoàng phân thân sao? Triều Công Thiều thất thanh lên tiếng hỏi. Quỳnh Tiêu công chủ nghe thế vậy, mặt hoa cũng biến sắc. Phân thân của vua hoàng sao? Diệp phong chủ, người không có nói sai đấy chứ? Diệp Phúc ánh mắt chấp động, lại cười nói: Không sai, chính là vua hoàng phân thân, hơn nữa còn là một đạo vua hoàng cấm pháp phân thân đầy đủ. Chẳng lẽ Diệp đình chủ nói đến chính là phân thân vua hoàng trong cấm bảo hay sao? Cung chủ Quỳnh Tiêu nghe đến đây, cùng với vài vị cự đầu Hàn Nguyệt Cung nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cấm bảo sở dĩ là cấm bảo chính là vì bên trong mỗi một tòa cấm bảo đều có một pho tượng vua hoàng phân thân. Tại sao nhân hoàng không thể chế luyện cấm bảo hoàn chỉnh? Cũng chính là vì duyên cớ này, bởi vì bọn họ tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, cấm pháp không hoàn chỉnh, cứ cho là có được nguyên liệu để chế luyện cấm bảo cũng không thể chế luyện ra được cấm bảo hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Mà có một vài vị vua hoàng có cấm pháp hoàn chỉnh, thế nhưng cũng chưa chắc có thể luyện chế ra cấm bảo hoàn chỉnh. Thứ nhất là nguyên liệu không đủ, ví dụ như vạn bảo thánh tượng của Chuyển Luân nữ thánh vương, bởi vì nguyên liệu không đủ nên không thể trở thành cấm bảo chân chính. Loại tình huống thứ hai là cấm pháp và bảo vật không có cách nào tương dung, ví như Thương Nguyệt Thần Châu của Lăng Gia Tiên Phủ, bởi vì cấm pháp của Khai Sơn tổ sư Lăng Gia Tiên Phủ không thể cùng với Thương Nguyệt Thần Châu phù hợp hoàn mỹ, ngược lại đã hạn chế uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu. Có điều nếu như chế luyện thành cấm bảo đích thực, những cấm bảo này liền sẽ đều có một đặc trưng giống nhau, đó chính là bên trong cấm bảo có một pho tượng vua hoàng phân thân, vua hoàng cấm pháp phân thân của chính người chế luyện. Uy năng cấm bảo tương đương với một kích toàn lực của vua hoàng, chính là có đạo lý này. Trước đây trong Thang Hoàng Lăng ở Ân Khư, cấm bảo Vô Tự Tiên Thư của Thiên Nhân Tông suýt nữa bị quan tài trọng hủy cắn nuốt, cuối cùng tự mình bộc phát uy năng, cũng chính là vì cấm pháp phân thân của vua hoàng bên trong Vô Tự Tiên Thư phát huy tác dụng, tự động bảo vệ chính mình. Yêu chủ từng nói cấm bảo có linh hồn, linh hồn này chính là chỉ vua hoàng nhất tại cấm pháp phân thân. Diệp Phúc gật đầu cười nói: Ta trong mấy năm bên ngoài du ngoạn đạt được một bộ bảo vật, bên trong chính là cấm pháp phân thân của vua hoàng, tự thấy không có đủ thực lực đem pho tượng phân thân này mà diệt trừ, bởi vậy dám mời công chúa ra tay tương trợ. Thì ra là vậy, cấm pháp phân thân của vua hoàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ta phải thâm nhập vào bên trong cấm bảo mới có thể đem vua hoàng phân thân bên trong cấm bảo mà diệt trừ, hung hiểm dị thường. Cung chủ Quỳnh Tiêu hơi chần chừ, có chút không muốn mạo hiểm. Nàng mặc dù là một đỉnh cao nhân hoàng, thực lực cao minh vượt xa Triều Công Thiều, nhưng đối mặt với vua hoàng phân thân quả thực không có nắm bắt. Vua hoàng cấm pháp phân thân mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng cũng có chiến lực đáng sợ như vua hoàng, có thể giết chết nhân hoàng, đỉnh cao nhân hoàng, quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu không thì uy năng cấm bảo đã không dũng mãnh như vậy. Nếu như dùng đến một vua hoàng cấm pháp phân thân trong cấm bảo khác thì sẽ thương tổn đến căn bản của cấm bảo. Hàn Nguyệt Cung không cách nào chịu đựng tổn thất lớn đến như vậy. Diệp phong chủ, diệt trừ vua hoàng phân thân trong cấm pháp tương đương với đem cấm bảo trực tiếp đánh rớt xuống tầng bậc nhân hoàng chi bảo, không khỏi có chút mất nhiều hơn được rồi. Thần Tiêu nương nương không kìm nổi nói. Diệp Phúc khẽ cười giải thích nói: Ta có được bộ cấm bảo này bởi vì đánh vào nhầm cấm pháp, dẫn đến uy năng cấm bảo không phát huy ra hết được, chỉ là một cấm bảo bán thành phẩm, cho dù là đánh rất xuống tầng tứ nhân hoàng chi bảo, cũng chỉ là so với hiện tại càng mạnh hơn chứ không kém đi đâu. Hắn lời này nói ra, lập tức tạo ra hứng thú cho nhiều vị cao thủ có mặt ở đây. Quỳnh Tiêu công chủ cười nói: Diệp phong chủ, không biết ngươi có thể để cho chúng ta nhìn bộ cấm bảo này hay không? Triều Công Thiều lại càng hiếu kỳ, lão biết Diệp Phúc ở bên ngoài du ngoạn 4 năm, khẳng định thu hoạch phong phú, không ngờ Diệp Phúc cư nhiên ngay cả cấm bảo bán thành phẩm cũng đạt được một cái, vội vàng thúc giục Diệp Phúc mau chóng lấy ra. Vù! Thương Nguyệt Thần Châu được Diệp Phúc tế khởi, viên thần châu này lên không phát ra ánh hào quang xa xôi, sáng tỏ rực rỡ như vầng minh nguyệt, chiếu cho thập vạn đại sơn đều sáng lên trong suốt. Sóng gió dâng trào, mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy thần châu càng ngày càng lớn, hóa thành một vầng trăng sáng, treo trong giữa không trung. Bên trong vầng trăng là một đại hải vô bờ, một con thần quy từ xa bơi đến, mai rùa giống như đại lục, giữa hải dương nhấp nhô lên xuống. Minh Nguyệt Thần Châu, dị bảo trời sinh sao? Đám người Quỳnh Tiêu, Thần Tiêu, Tử Tiêu mặt hơi biến sắc. Bộ bảo vật này giống như một vầng minh nguyệt treo trên không trung. Minh nguyệt chiếu rọi cùng với tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung tương ánh tương sinh, chính là trời sinh, đã phù hợp với cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung. Không cần luyện chế, chỉ cần đánh vào ba đạo cấm pháp hoàn chỉnh liền có thể trở thành bảo vật trấn cung. Viên thần châu này đích thực là đánh vào nhầm cấm pháp, hạn chế uy năng của thần châu, quả thật là phung phí của trời. Quỳnh Tiêu công chủ khẽ nhíu mày, nàng chính là nhân hoàng đỉnh cao, cảm nhận được vô hoàng cấm pháp phân thân ẩn chứa bên trong Thương Nguyệt Thần Châu cùng với uy năng vốn có của thần châu xung đột lẫn nhau, không khỏi nhíu mày nói: "Công chủ, viên Thương Nguyệt Thần Châu này ta dự định tặng cho Kiều Kiều." Diệp Phúc khẽ cười nói: "Có điều đáng tiếc là Minh Châu Vương Bối đánh nhầm cấm pháp, dẫn đến uy năng viên thần châu này vẫn chưa phát huy ra được. Công chủ, ý của người là ra sao?" Công chủ Quỳnh Tiêu trong lòng khẽ động, cười nói: "Chuyện này bổn cung đồng ý." Diệp Phúc thở phào nhẹ nhõm, tự hắn không hề nắm rõ luyện hóa vô hoàng cấm pháp phân thân trong Thương Nguyệt Thần Châu, do đó mới kéo công chủ Quỳnh Tiêu và các vị Cửu Tiêu nương nương khác cùng nhau liên kết. Hắn ở thế giới Tiên Sơn từng chứng kiến qua uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu, đích thực, thậm chí đến thân thể của Vô Hoàng Hàn Trác đều bị xé thành từng mảnh. Thân thể của Vô Hoàng là dũng mãnh vô cùng, cấm bảo bán thành phẩm cũng không làm gì được. Thật không ngờ lại bị thần quy trong Thương Nguyệt Thần Châu cắn nút dễ như trở bàn tay. Có thể thấy tổ sư Lăng Gia Tiên Phủ đem cấm pháp phân thân của chính mình đánh vào trong Thương Nguyệt Thần Châu, không hề nâng cao uy lực của thần châu, ngược lại hạn chế uy lực của nó. Còn về việc đem Thương Nguyệt Thần Châu tặng cho Kiều Kiều, vốn dĩ đã là chuyện Diệp Phúc suy nghĩ kỹ. Thương Nguyệt Thần Châu mặc dù tốt, nhưng thích hợp luyện hóa tâm pháp thần châu nhất chính là cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung. Hơn nữa, viên thần châu này ngập tràn vô cùng vô tận uy năng thủy hệ. Kiều Kiều chính là thủy đức cộng công chi thể, nàng có trong tay Thương Nguyệt Thần Châu, không những có thể phát huy ra uy năng thần châu ở hạn độ lớn nhất, thậm chí đối với tu vi của nàng cũng có lợi ích cực lớn. Kiều Kiều là thê tử của hắn, tặng hay không tặng thì có khác gì nhau đâu. Phu thê một thể, đều là họ Diệp, không hề rơi vào tay người ngoài, lại có thể lôi kéo đám người Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu giúp đỡ. Thậm chí nó không chừng đám người Quỳnh Tiêu còn chủ động đánh vào cấm pháp phân thân đỉnh cao nhân hoàng của chính mình để nâng cao uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu, giúp đỡ Kiều Kiều, cớ sao mà không làm đây? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bên này hành động, tiến vào bên trong thần châu, gặp mặt cấm pháp phân thân của Vô Hoàng. Quỳnh Tiêu nương nương tế khởi Quế Hoa Thần Thụ, lần này Hàn Nguyệt Cung ngoài nàng, vị đại cung chủ đích thân đến đây, còn có Tử Tiêu, Thần Tiêu hai vị nương nương cấp nhân hoàng. Hai người lần lượt khởi thân, dừng trên cây quế hoa, chỉ thấy cây quế hoa lượt vượt qua hai vầng minh nguyệt, hướng Thương Nguyệt Thần Châu mà bay đến. Không có vụ pháp lực nhân hoàng, tiến vào Thương Nguyệt Thần Châu cùng với Vô Hoàng phân thân vật lộn cũng không có nhiều tác dụng. Triều Công Thiều thấy nhiều cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông chuẩn bị hành động, thấp giọng nói: "Giả La Minh Tôn, người đã thành nhân hoàng, có thể giúp đỡ, những người khác thì ở lại." Diệp Phúc cũng gật đầu nói: "Không sai, bên trong Thương Nguyệt Thần Châu mặc dù chỉ là một đạo cấm pháp phân thân của tinh hoàng, nhưng suy cho cùng cũng là pháp lực Vô Hoàng, những người khác lên trước sẽ chỉ làm vướng bận. Giả La huynh trưởng cùng Vô Hoàng phân thân đại chiến, hung hiểm dị thường, ta có một bộ bảo vật cho ngươi, có thể có tác dụng bảo toàn tính mạng cho ngươi." Bên trong ngọc lầu của hắn, một cỗ quan tài bay ra, phát ra uy năng sánh ngang với cấm bảo. Đây là một cỗ quan tài lớn, chính là do gốc kiến mộc đúc thành, Y Doãn Huyền Quan. Từng mai táng qua Y Doãn, vị tượng cổ Vô Hoàng này, thậm chí ngay cả hoàng đế Đại Chu, Chu U Vương cũng chết trong đó. Hai vị Vô Hoàng bên trong quan tài đại chiến cũng chưa hề mảy may làm tổn thương đến cỗ quan tài này. Cỗ huyền quan này cho dù không phải là cấm bảo, nhưng cũng không khác là bao. Giả La Minh Tôn có được cỗ huyền quan này, vừa mừng vừa sợ, vừa ngạc nhiên, vội vàng đem Y Doãn Huyền Quan thu về. Liền đó lấy ra linh kiếu thanh đăng, tùy tay đưa cho Bảo Hiền Minh Tôn, cười nói: "Ê Xuẩn Nghiêu, người sớm đã thèm nhỏ dãi cỗ quan tài này của lão tử, hiện giờ lão tử có cỗ quan tài còn tốt hơn, cỗ này để lại cho ngươi vậy." Gã quan sát một lượt huyền quan, không ngừng khen ngợi, cười nói: "Sau này khi ta chết rồi sẽ chôn trong cỗ quan tài này, ai cũng đừng hòng mà cướp của ta được." Diệp Húc không nhịn được phì cười nói: "Đại Tôn, lúc ngươi mở quan tài nhớ phải cẩn thận một chút, bên trong này vẫn còn tàn thi của hai vị Vô Hoàng." Giả La Minh Tôn vui mừng quá đỗi, ha ha cười nói: "Còn tặng cả hai bộ thân thể Vô Hoàng ư? Vụ mua bán này quả nhiên đáng giá mà. Lão tử thứ gì cũng từng ăn rồi, thậm chí ngay cả tức những cũng cắn hai miếng thử mùi vị. Đến nay còn chưa được ăn thịt vu hoàng thôi. Bảo Hiền và Tu Đề vô cùng ghen tị, kêu lên: Còn bọ cạp đáng chết kia, chúng ta cùng Minh Tôn dưới chứng chủ công, có bảo bối làm sao có thể độc chiếm được, phải chia cho hai bọn ta nữa kìa. Cái lũ tham ăn này. Diệp Phúc nhịn không được nói, đột nhiên nghĩ đến bên trong ngọc lầu vẫn còn một tên tham ăn nữa, lập tức tâm niệm vi động, đem Hạo Thiên Quyền lấy ra ném cho Giả La Minh Tôn. Con phá cẩu này liền nhảy lên vai Giả La Minh Tôn, nghe thấy bên trong quan tài có tàn thân của Vu Hoàng, lập tức cầm ĩ lên kêu: Đệ nhất Tôn Vương tất nhiên phải ăn đầu. Bốn tên trộm vào cùng nhau to nhỏ nói thầm, rõ ràng là đang thương lượng nên phân chia thế nào. Bốn cái tên bại hoại này khẳng định ăn lắm khổ nhiều. Bên trong cỗ huyền quan đó còn có trái tim của Y Doãn, vẫn bảo trì được sinh lực hưng thịnh, thậm chí có thể chấn chết đại vu tam bất diệt cánh. Chuyện này có cần nhắc bọn họ không đấy? Diệp Húc suy nghĩ một lúc, mặt dày mày dạn thầm nhủ: Để cho bọn chúng biết thế nào là khổ cũng tốt, người trẻ tuổi chính là cần rèn luyện mà. Kiều Kiều, nàng đi theo ta. Diệp Húc nắm tay Kiều Kiều cùng với Triều Công Thiều, Giả La Minh Tôn cùng nhau bay lên giữa không trung, hạ trên Thương Nguyệt Thần Châu. Triều Công Thiều quát một tiếng, thôi động Luân Hồi Thiên Bàn. Chỉ thấy chúng nhân trên Luân Hồi Thiên Bàn đều không tự chủ được ngã ra ngoài. Chiếc thiên bàn to lớn này càng ngày càng nhỏ, bay vào trong Thương Nguyệt Thần Châu, lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Diệp Húc, không ngừng chuyển động. Triều Công Thiều về mặt nghiêm túc vô cùng cẩn thận. Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu và Thần Tiêu ba người cũng đem Quế Hoa Thần Thụ tế khởi, treo cao trên đỉnh đầu, buông xuống từng luồng ánh sáng giống như dải lụa màu. Từng vầng minh nguyệt dưới ánh hào quang lưu chuyển, như sắp phải đối mặt với điều vô cùng nguy hiểm vậy. Giả La Minh Tôn cũng tế khởi Y Doãn Huyền Quan, bảo vệ bản thân và con phá cẩu ở trên vai mình. Diệp Húc tâm niệm vi động, tế khởi Kiến Mộc Thần Trượng, Thanh Hà Vạn Đạo, Liệt Nhật Phi Đằng, so với Quế Hoa Thụ hiệu quả như nhau. Đám người Quỳnh Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Kiến Mộc Thần Trượng một cái. Cung chủ Quỳnh Tiêu lập tức thu hồi ánh mắt về, nhìn xuống dưới đáy biển sâu thẳm, hạ giọng nói: Diệp Phong chú, Triều Công, món dị bảo Thương Nguyệt Thần Châu này, nếu như muốn đánh vào Vu Hoàng cấm pháp phân thân, tất phải là ở bên trong bảo hồn giới dưới đáy biển. Mà hiện nay ta lấy Quế Hoa Thần Thụ cưỡng chế mở ra bảo hồn giới của bộ cấm bảo này, liền có thể nhìn thấy pho tượng Vu Hoàng phân thân ở bên trong. Đến trong đó rồi, hết thảy đều tất cả phải cẩn thận. Diệp Húc trịnh trọng gật đầu, trong lòng có chút không yên. Suy cho cùng bên trong Thương Nguyệt Thần Châu cũng chính là phân thân của một Vu Hoàng. Vu Hoàng là vô cùng dũng mãnh, ngay cả Ứng Tông Đạo loại bá chủ thiên tài hơn người này đến nay cũng chưa phải là Vu Hoàng. Hiện giờ sắp phải đối mặt với tôn phân thân như vậy, nói không lo lắng chính là gạt người. Cung chủ Quỳnh Tiêu tế khởi Quế Hoa Thần Thụ, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy dáng màu trẻ lạc, đại hải lập tức hé ra, đáy biển lộ ra một thời không kỳ dị. Không gian dưới đáy biển Thương Nguyệt Thần Châu mở ra, hơi thở Vu Hoàng vô cùng dũng mãnh. Diệp Phúc nhìn xuống phía dưới bảo hồn giới, thì thấy bên trong bảo hồn giới đó so với đại hải bên ngoài hoàn toàn không giống. Nơi đây là một nơi non xanh nước biếc, đại hải bên ngoài treo cao bên trên khoảng trời không này, trời biển một màu, lại không mảy may có một giọt nước nào rơi vào bên trong thế giới này. Trong bảo hồn giới của Thương Nguyệt Thần Châu chính là cấm pháp phân thân của vị Vu Hoàng đó, trấn thủ bảo hồn giới, trở thành động lực của cấm bảo. Quỳnh Tiêu công chủ hạ giọng nói: Chúng ta xuống dưới xem cấm pháp phân thân của vị Vu Hoàng này. Mọi người lần lượt khởi thân hạ xuống đáy biển, tiến vào khoảng trời không kỳ lạ đó. Hơi thở của Vu Hoàng càng mãnh liệt hơn, khiến cho người ta khiếp đảm. Nếu như không phải bọn họ tế khởi cấm bảo, liền sẽ bị luồng khí tức mạnh mẽ cực điểm này khắc chế, tu vi thực lực hết thảy đều bị áp chế. Diệp Phúc cho dù thực lực hiện nay tiến bộ sánh ngang với nhân hoàng, có thể xem như là một nhân vật quan trọng trong đương thế. Thế nhưng mà đối diện với Vu Hoàng có một loại khí tức giống như vực sâu đại lao, vẫn là cảm thấy bản thân vô cùng bé nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa tam thập tam thiên giới treo cao lơ lửng giữa không trung, từng tầng thiên giới đột ngột xuất hiện trong khoảng thời không này. Thiên cung, tiên khuyết, tiên khí tràn ngập, có tiên tử tiên nữ ở trên thiên giới dạo chơi, đủ loại thần tiên cổ lão sinh sống trên đó, giống như chốn bồng lai đẹp không sao tả xiết. Tam thập tam thiên giới này mông lung mờ ảo, nhìn không rõ ràng, khiến người ta không có cách nào phân biệt được cách chỗ bọn họ đang bao xa, nhưng đối với Diệp Húc có vẻ lại là rất đơn sơ. Diệp Phúc đem Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển dung nhập vào Bản Vương Khai Thiên Kinh, cũng luyện thành tam thập tam thiên giới. Có điều lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Bên trong thiên giới, các loại kiến trúc vô cùng kiện toàn, có thiên đế hành cung, địa điểm triều hội, hậu cung đình viện, đình đài lầu tạ, còn có hậu hoa viên, tiên sơn tịnh thổ, thiên hà bản đằng. so với tòa tam thập tam thiên giới trước mắt phong phú hơn rất nhiều, giống như phục hồi cả một viễn cổ thiên giới vậy. Đây là bởi vì Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển chính là bộ cấm pháp do Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế đầu tiên trong đương thế, khai sáng. Hơn nữa người này chính là đệ nhất đại thần vương vào thời viễn cổ, sinh ra từ vũ trụ, sống mãi đến thiên địa đại biến. Đối với tam thập tam thiên giới, y biết rất tường tận. Mà tập pháp do tổ sư khai phái của Lăng Gia Tiên Phủ tu luyện lại chỉ là một bộ cấm pháp cấp vô hoàng mà thôi. Tất nhiên không thể nào đánh đồng với Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Khí tức nở rộ, ngưng tụ thành hình, hóa thành tam thập tam thiên giới. Thực lực của vị vũ hoàng này khi còn sống không thể coi thường. Triều Công Thiều ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm mà nói: tam thập tam thiên giới trước mắt chúng ta chính là cấm pháp do vị vũ hoàng luyện thành bộ cấm báo bán thành phẩm này tu luyện. Tử Tiêu nương nương cười nói: tam thập tam thiên giới thật là bao la hùng vĩ. Công Thiều, ta nghe nói Quý Tông cũng có một môn cấm pháp gọi là Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh, không biết so với tam thập tam thiên giới này thì như thế nào? Kém hơn một chút. Triều Công Thiều lắc lắc đầu nói: có thể ngưng tụ ra viễn cổ thiên giới đều là những cấm pháp tài ba. Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta lại là thôi diễn ra thế giới ma đạo, chiếm cứ, biến thành cảnh tượng chủ thể thiên đình. Uy lực so với viễn cổ thiên giới vẫn kém hơn một chút. Diệp Phúc chớp chớp mắt, trong lòng thì không cho là đúng. Nếu như hắn tu luyện đến cảnh giới của Vô Hoàng, tam thập tam thiên giới triển khai, trình độ ổn định không biết sẽ vượt qua tam thập tam thiên giới trước mắt này bao nhiêu lần, căn bản là không thể đánh đồng. Mà Triều Công Thiều lại vẫn đối với tam thập tam thiên giới trước mắt tôn sùng như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút quá đáng. Huống hồ viễn cổ tam thập tam thiên giới chỉ là bộ phận tổ thành của Bản Vương Khai Thiên Kinh. Bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Phúc còn bao quát cả viễn cổ thiên đình, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh túc, thiên hà hoàng tuyền, man hoang thế giới, thập giới u minh, thậm chí ngay cả lục đạo luân hồi cũng xuất hiện trong cấm pháp của hắn. Nếu như Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn hoàn thiện triệt để, hóa thành cấm pháp hoàn chỉnh, đám người Triều Công Thiều nhìn thấy cảnh tượng triển khai của môn cấm pháp này chắc chắn sẽ không nói nên lời. Nếu tam thập tam thiên giới trước mắt đã là một đạo cấm pháp hoàn chỉnh, vậy thì phân thân của Vũ Hoàng kia rút cuộc ở đâu đây? Giả La Minh Tôn huyền quan trên đầu dục dịch chuyển động, hắn lên tiếng: đại thôn ta một đời ngang tàn, ai ta cũng dám đọ sức, thế nhưng lại chưa từng cùng Vũ Hoàng đại chiến một trận bao giờ. Diệp Phúc nghe thế thế không khỏi khinh thường. Tên Đại Minh Tôn Vương đến nay trở thành nhân hoàng, có thể nói là tự tin thái quá. Lúc trước khi ở Bản Hoàng Lăng, thậm chí ngay cả tên của Ma Hoàng cũng không dám nói. Đến Hoàng Tuyển Ma Tông gặp Ứng Tông Đạo, liền cẩn thận dè dặt, mặt dày mày dạn hỏi xin vũ bảo của mình, một chữ hận cũng chưa từng dám nói ra khỏi miệng. Đến nay trở thành nhân hoàng thì bắt đầu đã biết khoác lác. Diệp Phúc cũng không thèm bóc mẽ hắn, cười nói: đại tôn, tam thập tam thiên giới này chính là phân thân của vị vũ hoàng đó. Giả La Minh Tôn không khỏi giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy tam thập tam thiên giới cao lớn vô cùng, mênh mông bát ngát, lập tức choáng váng, nuốt nước bọt, lẩm bẩm mà nói: to như vậy sao, làm sao đánh với hắn đấy? Minh Tôn, đây là dị tượng do cấm pháp hóa ra thôi. Vũ hoàng cấm pháp phân thân thực ra không khác so với chúng ta, đều là người cả. Thần Tiêu nương nương nói đến đây, liếc nhìn Giả La Minh Tôn một cái, chỉ thấy vị Đại Minh Tôn Vương này giống như một con bọ cạp đầu người, hiển nhiên không phải là loài người, trong lòng hổ thẹn nghĩ: ta lại quên mất, vị Đại Minh Tôn Vương này không phải loài người. Quỳnh Tiêu công chủ tâm niệm vi động, tế khởi Quế Hoa Thần Thụ, xa xa hướng về phía tam thập tam thiên giới quét đến, chỉ thấy muôn vàn ánh hào quang phóng lên trời, giống như hình của con cự long đầy màu sắc, gào thét lao nhanh, từng ánh hào quang dài cả trăm vạn dặm, chấn phá hư không, chỉ thoáng liền đi đến đỉnh của tam thập tam thiên. Từng ánh hào quang chính là từng con cự long như vậy. Xẹt 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 xẹt. Hào quang sáng như ánh đao thẳng tắp chiếu xuống, từ trên đỉnh tam thập tam thiên giới chiếu đến xuống tận tầng thấp nhất. Dễ dàng như vậy sao? Đám người cung chủ Quỳnh Tiêu khẽ nao nao, còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên chỉ thấy long trời lở đất, bên trong thiên giới vô số thiên tiên ảo ảnh vẻ mặt kinh khủng hoảng sợ, thình lình dung nhan già yếu, trong chớp mắt liền từ tiên nhân hóa thành ông lão, bà lão, da nhăn tóc bạc, lập tức chết giả phong hóa, biến thành từng đống xương khô. Bọn họ chết đi, hơi thở hóa thành từng đạo tiên quang, tiếp đó liền là một sự việc kinh khủng phát sinh. Từng tầng thiên giới tan biến, trời đất sụp đổ, từng mảnh vỡ to nhỏ của thiên giới sánh ngang với thế giới vô hoang, từ không trung sụp đổ chút xuống, mang theo những ngọn lửa thật dài từ trên thiên giới rơi xuống. Đám người cung chủ Quỳnh Tiêu, Triều Công Thiều nhìn đến trừng mắt cứng lưỡi, Thiên giới trước mắt đột nhiên sụp đổ, vạn tiên trong phút chốc giả chết, thiên giới tan vỡ, giống như đại diệt đất trời, khiến người ta kinh hoàng, hoảng loạn, cơ hồ không kìm nổi mà chạy trối chết. Diệp Phúc sớm đã từng chứng kiến cấm pháp của thánh chủ Lăng Gia Tiên Phủ, Đông môn Tiên Phủ, biết được cấm pháp của Lăng Gia Tiên Phủ không phải là tam thập tam thiên giới, mà là thiên giới sụp đổ, vì vậy cũng không có cảm giác gì. Nhưng đám người Triều Công Thiều là không hề biết cảnh tượng đích thực của môn cấm pháp này, khí thế nhất thời bị áp chế lại. Tam thập tam thiên giới hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không, chỉ thấy bên trong đại hỏa khắp trời, một người trẻ tuổi, thân hình đầu dài, mặt mũi kỳ lạ, từ trong thiên giới bị hủy diệt bước ra, một thân tiên bào, tay áo tung bay, hắn giống như một cổ tiên sinh ra từ lửa, hơi thở như có như không, nhìn về phía mọi người. Dám xông vào nơi ở của Tuyên Hoàng, các ngươi thật to gan. Người thanh niên mặc trên người bộ tiên bào màu đen huyền này chính là tổ sư khai phái của Lăng Gia Tiên Phủ, cấm pháp phân thân của Tiên Hoàng. Gã hét lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, hướng thẳng mọi người mà lao đến. Giả La Minh Tôn xông pha đi đầu, kêu lên một tiếng trầm đục, huyền quan trên đầu không ngừng lay động, đem sóng âm đều chặn lại bên ngoài. Trên đỉnh đầu Triều Công Thiều, Luân Hồi Thiên Bàn không ngừng chuyển động. Phía trước ba người Quỳnh Tiêu, Thần Tiêu và Tử Tiêu, Quế Hoa Thụ khẽ sao động, cành lá bay múa, từng cánh hoa rơi xuống. Còn Diệp Phúc thì đem Kiều Kiều chắn ở sau lưng, Kiến Mộc Thần Trượng trên đỉnh đầu buông xuống từng đạo thanh hà, cành lá kiến mộc hơi hơi lay động. Cấm pháp phân thân trong Thương Nguyệt Thần Châu thực lực vô cùng mạnh mẽ, mở miệng nói chuyện cũng giống như lời nói của vua chúa, một lời quyết định sống chết của người khác, cất chứa uy năng đáng sợ vô cùng. Thậm chí đến cả cấm bảo của bọn họ cũng bị chút lắc lư lay động. Chỉ là một cấm pháp phân thân của vua hoàng, không có thân thể, chẳng qua là một đạo cấm pháp hoàn chỉnh mà thôi. Hôm nay đại tôn ta sẽ đổ hoàng. Giả La Minh Tôn hét lên một tiếng, vươn thân lên, đưa tay bắt đến, đem Y Doãn Huyền Quan nắm lên, ha ha cười lớn, hoành quan hướng về phía cấm pháp phân thân của tổ sư khai phái Lăng Gia Tiên Phủ quét đến, mãnh liệt vô cùng. Tang một tiếng, vị thanh niên mặc huyền y đứng yên bất động, nhẹ nhàng bấm tay bắn ra, trúng ngay trên huyền quan. Giả La Minh Tôn trúng một đòn nghiêm trọng, lảo đảo lùi về phía sau. Mạo phạm Tiên Hoàng, quấy rầy Tiên Hoàng tĩnh tu, các ngươi tội đáng muốn chết. Thân hình của hắn vừa chuyển động, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Giả La Minh Tôn, một tay giơ lên, trong lòng bàn tay có chứa loại khí tức hủy hoại thiên giới, hướng Giả La Minh Tôn mà áp xuống. Giả La Minh Tôn bả vai run rẩy, Hạo Thiên Quyền đột nhiên bị gã tế khởi, con phá cầu này vành tai múa vuốt, khi đã hồn trung vang lên, sợi dây chói cũng bay theo hướng vị Tiên Hoàng cấm pháp phân thân mà cuốn tới. Tiên Hoàng cấm pháp phân thân không thèm để ý đến tiếng vang của đã hồn trung, sợi dây chói còn chưa đến gần đã rơi xuống như con rắn chết, căn bản không có cách nào mà trói được hắn. Bàn tay của hắn tiếp tục úp xuống, đem Hạo Thiên Quyền và Giả La Minh Tôn đều nhốt lại. Đây chính là vua hoàng cấm pháp phân thân, mặc dù không có thân thể nhưng lại có nguồn pháp lực kinh khủng của vua hoàng. Tay vừa úp xuống liền khiến Giả La Minh Tôn và Hạo Thiên Quyền đều rơi vào cảnh nguy hiểm, cho dù là Y Doãn Huyền Quan cũng không thể cản lại. Chư thiên luân hồi! Triều Công Thiều quát lớn, Luân Hồi Thiên Bàn bay lên chặn giữa Giả La Minh Tôn và Tuyên Hoàng phân thân. Luân Hồi Thiên Bàn bóp méo thời không, đem uy lực chứa đựng trong một trường này của Tuyên Hoàng phân thân tiêu trừ sạch sẽ. Soạt một tiếng, Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu ba người hợp lực thôi động Quế Hoa Thần Thụ, một cây chảy xuống, vạn đạo hào quang đâm thẳng vào Tuyên Hoàng phân thân. Chư tiên mạt nhất! Tuyên Hoàng phân thân hét lớn một tiếng, lập tức hư không mai một, kinh hoàng giống như thiên giới lại một lần nữa sụp đổ. Từng đạo hào quang quét tới đều bị chôn vùi trong dòng nước ngầm hủy diệt thiên địa. Tịch diệt tiên quang! Hắn thân hình vừa chuyển động, ngàn vạn đạo tiên quang chen trúc từ trong cơ thể chui ra, giống như trường long lại như vô tình thiên đao, trong khoảnh khắc trời đất một màu tuyết trắng, hướng mọi người mà chém tới. Đám người Quỳnh Tiêu, Triều Công Thiều và Giả La Minh Tôn đều lần lượt tế cấm bảo và bảo vật ngăn cản, hào quang tiên quang đầy trời rối rắm đan xen vào nhau, bao phủ lấy mọi người. Giả La Minh Tôn kêu lên một tiếng trầm đục, bị tiên quang phá tan phòng ngự của Y Doãn Huyền Quan, một đạo tiên quang chém xuống, cơ hồ cắt hắn ra làm đôi. Đám người Quỳnh Tiêu cũng lần lượt kinh hô, dường như trong cùng một lúc gặp phải nguy hiểm. Tôn Tuyên Hoàng phân thân này mạnh mẽ đáng sợ, không hổ là một đạo cấm pháp phân thân của vua hoàng luyện thành, có loại thực lực vô cùng đáng sợ của vua hoàng. Pháp lực ẩn chứa bên trong một đạo cấm pháp phân thân của Tuyên Hoàng này không thể xem thường được. Tuy rằng không có thân thể nhưng pháp lực vô biên vô tận, có thể tùy ý thi triển tinh túy trong đạo cấm pháp này. Các loại vu pháp giống như hạ bút thành văn, uy năng mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, khiến cho mọi người đều rơi vào thế yếu. Vua hoàng sở dĩ là vua hoàng, chính là cấm kỵ từ trên thân hình của một tôn cấm pháp phân thân liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Giả La Minh Tôn chính là nhân hoàng mới lên, nắm trong tay Y Doãn Huyền Quan, mà cỗ quan tài này so với Trọng Hủy Huyền Quan chính là cùng một cấp bậc. Khi đó trong Thang Hoàng Lăng, Trọng Hủy Huyền Quan thậm chí đánh bay cấm bảo Vô Tự Thiên Thư của Thiên Nhân Tông, cắn nuốt Quách Tông chủ, vị nhân hoàng thánh chủ này. Cơ hồ ngay cả Vô Tự Thiên Thư cũng suýt nữa bị thi thể Trọng Hủy Huyền Quan hút vào bên trong luyện hóa. Uy năng của nó là vô cùng dũng mãnh. Triều Công Thiều là tiền tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông, đỉnh cao nhân hoàng, nắm trong tay Luân Hồi Thiên Bàn, lực chiến đấu không hề thua kém nhân hoàng thánh chủ. Tử Tiêu, Thần Tiêu chính là Cửu Tiêu linh nương của Hàn Nguyệt Cung, cũng là tu vi nhân hoàng. Còn về Quỳnh Tiêu công chủ lại càng kinh khủng hơn. Đại công chủ của Hàn Nguyệt Cung có 5 đạo cấm pháp tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng. Trong số thánh chủ đương thời, thực lực của nàng tuyệt đối nằm trong 10 người cao nhất. Huống hồ lúc này đây, nắm trong tay cấm bảo Quế Hoa Thần Thụ của Hàn Nguyệt Cung khiến cho thực lực của nàng sâu không lường được. Có điều cho dù là chiến lực đáng sợ như vậy, cũng bó tay hết cách trước một đạo cấm pháp phân thân của Tiên Hoàng tổ sư khai phá Lăng Gia Tiên Phủ. Thậm chí khi đối mặt liền rơi vào thế yếu, khiến mọi người phải chống đỡ hết sức, cực kỳ nguy hiểm. Đạo cấm pháp phân thân này có pháp lực kinh khủng của Vô Hoàng, không có thân thể của Vô Hoàng, nó chính là hình thành từ cấm pháp, thân hình chính là cấm bảo do pháp lực vô cùng vô tận tạo thành, vừa ra tay là long trời lở đất. Ta vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã tiếp cận cảnh giới Vô Hoàng, đến nay nhìn lại mới biết còn cách rất xa, khác biệt cảnh giới quả thực là quá lớn mà. Chẳng trách đương kim thánh chủ tuy rằng nhiều, đỉnh cao nhân hoàng cũng nhiều, nhưng lại không có ai có thể đột phá mà trở thành Vô Hoàng. Diệp Phúc đứng ở chỗ cũ, trong cơ thể bùm bùm bạo vang không dứt, xuất hiện Bản Vương Thiên Địa Pháp Tướng chân thân, giống như một pho tượng người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất vậy. Sau đó pháp tướng phân thân cũng xuất hiện. Có điều tiêu diệt một môn cấm pháp phân thân của Vô Hoàng, dựa vào mấy người chúng ta có lẽ có thể làm được. Lúc này trận văn của Hạo Thiên Chuông trong ấn đường thiên đỉnh của hắn đã tan biến, ám thương khỏi hẳn, ngọc lầu có thể giải thoát, treo cao trên đỉnh đầu. Từng đạo tiên quang hóa thành tu vi cuồn cuộn không ngừng phun tới. Diệp Phúc tinh khí như chiều, điên cuồng nhập vào trong Kiến Mộc Thần Trượng. Cây thần trượng này càng ngày càng cao, càng ngày càng to, từng luồng uy năng của cấm bảo được hắn thôi phát. Mặc dù thực lực của Diệp Phúc vẫn chưa phát huy được toàn bộ uy năng của cấm bảo bán thành phẩm, nhưng giữa hắn và Kiến Mộc có một loại cảm ứng kỳ lạ. Lúc này tu vi toàn thân rót vào bên trong Kiến Mộc Thần Trượng, lập tức đem uy năng của cây thần trượng này thôi phát được 5 phần. 5 phần uy lực của cấm bảo bán thành phẩm có thể nói là khủng bố, rất khó tưởng tượng Diệp Phúc có thể thôi phát một năng lượng khổng lồ đến như vậy. Tinh khí trong Kiến Mộc Thần Trượng hồi lưu chảy ngược về thân thể của hắn, khiến Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn càng thêm ngưng động, càng có uy lực hơn. Khí thế của hắn trong nháy mắt liền tăng lên đến đỉnh cao, sánh ngang với nhân hoàng thánh chủ. 7 đạo công đức kim luân phía sau đầu không ngừng chuyển động. Phía sau công đức kim luân chính là 6 đạo luân hồi to lớn không gì sánh bằng. Không trung truyền đến âm thanh ca ngợi của thần Phật đầy trời, hoành đại liêu khoát, tuyên truyền giác ngộ, khiến người tỉnh ngộ. Bên trong còn có tiếng tụng kinh ma đầu ma tôn, khuyên nhân hướng ác, cám dỗ chúng sinh sa đọa. Đây chính là Bản Vương chân thân của Diệp Phúc, cất chứa chính đạo, ma đạo, yêu đạo cùng với cấm pháp của ma tộc, sáng tạo ra loại cấm pháp thuộc về chính mình. Đỉnh đầu của hắn hiện ra lô bồng, dưới chân trào ra thanh liên, thắt lưng quấn quanh đại hà, ánh mắt thì gắt gao nhìn vào Tiên Hoàng phân thân. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, hòa tan vào trong hư không. Lúc này đám người Quỳnh Tiêu lần lượt tế khởi cấm bảo, nhưng vẫn không có cách nào mà ngăn cản tịch diệt tiên quang xâm nhập, nguy hiểm cận kề. Đột nhiên chỉ thấy một cây thanh trụ xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiên Hoàng phân thân, chống trời dựng lên, hung hăng đè xuống đỉnh đầu của Tiên Hoàng phân thân, khiến tôn cấm pháp phân thân này bị một kích đánh nát. Một trượng này giống như trời sập, thiên giới khuynh đảo, sức mạnh uy năng không hình dung nổi. Ầm một tiếng, Tiên Hoàng phân thân bị một trượng của hắn đánh đến mức nổ tung, hóa thành từng đạo trận vân cấm pháp chạy trốn tán loạn, rồi lại đột ngột tụ tập lại, khôi phục nguyên trạng. Có điều uy năng của y đã có chút hao tổn, bị một trượng này của Diệp Phúc tiêu trừ 1 phần cấm pháp. Vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phúc. Y không có thân thể, chỉ có hợp thể của pháp lực ngưng tụ thành, lực phòng ngự cũng không cao. Có pháp lực của Vô Hoàng nhưng lại không có phòng ngự của Vô Hoàng, do đó bị Diệp Phúc triển khai hư không ấn và trường không ấn tiếp cận, đem y một trượng đánh bạo. Đám người Quỳnh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể bảo toàn bản thân, phục hồi tổn thương thân thể, nhìn Diệp Phúc một cách kinh ngạc. Một kích vừa rồi của Diệp Phúc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiên Hoàng phân thân, một trượng nện xuống, đánh vỡ Tiên Hoàng phân thân, giải trừ uy năng của gã. Một kích này khiếp đảm vô cùng, Cho dù là gã chủ động tiếp kích này cũng khó mà tránh được. May mà lúc đấy đại sư tỷ không gả Kiều Kiều cho Đông Hoàng Mục. Đông Hoàng Mục làm sao có thể sánh bằng Diệp Thiếu Bảo được đây. Cung chủ Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu cùng liếc nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần dựa vào một kích đó của Diệp Húc, bọn họ liền nhìn ra hiện nay Diệp Húc đã có thủ pháp có thể cùng thánh chủ mà đối kháng. Loại tu vi tiến cảnh này có thể nói là kinh người. Trong số các kỳ tài thiên hạ, bao gồm các loại thể chất đặc thù như ngũ hành chi thể, Diệp Húc là hậu bối trẻ tuổi đầu tiên có chiến lược kinh người như vậy, tiền đồ rộng lớn. Cho dù cái gọi là ngũ hành chi thể so sánh với hắn cũng thua kém rất nhiều. Mọi người có được một chút thời gian thở dốc, cuối cùng mỗi người tự mình ổn định trận hình, đem Thiên Hoàng Cấm Pháp phân thân bao vây ở bên trong. Hiện giờ bọn họ cũng nhìn ra điểm yếu của Thiên Hoàng phân thân, có pháp lực của Vô Hoàng lại không có thân thể của Vô Hoàng. Nếu như muốn đầu pháp lực thì cho dù là bọn họ tay cầm cấm bảo cũng không cách nào đối phó lại được với Thiên Hoàng phân thân. Nhưng nếu là đấu thân thể thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có điều cho dù như vậy, tình huống bọn họ phải đối diện vẫn là vô cùng hiểm ác. Thiên Hoàng phân thân chứa đựng pháp lực Vô Hoàng, lực công kích mạnh có thể phá vỡ phòng ngự của cấm bảo, giết sạch tất cả, nên mọi người không thể không cẩn thận mà thận trọng. Ngươi làm thương đến bổn hoàng, tội đáng chết vạn lần. Thiên Hoàng phân thân mắt lộ ra vẻ tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt như lửa, bóp méo hư không. Bổn hoàng sao? Chắc là ngươi còn không biết, chân thân của ngươi sớm đã bị Vũ Hoàng giết chết rồi. Đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, lại còn cứ mở miệng là bổn hoàng hay sao? Diệp Húc một trượng trong tay, ha ha cười lớn, bước lớn đi về phía Thiên Hoàng, bước chân đạp trong hư không, lập tức hư không chấn động, giống như đánh trống quỷ ngưu, thùng thùng rung động, vang vọng đất trời. Đây là bảo hồn giới bên trong cấm bảo, không gian vô cùng kiên cố, cơ hồ không cách nào phá vỡ. Cho dù là vừa nãy bọn họ động thủ cũng không thể đánh vỡ khoảng không gian trong bảo hồn giới này. Nếu như ngươi không phải ngươi trốn bên trong bảo hồn giới này thì đã sớm chết rồi. Diệp Phúc mở miệng hét lớn, tiến lên như gió xoáy, tay nâng trượng, lớn tiếng mà quát. Hôm nay ta đến tiễn ngươi đi gặp chân thân của ngươi đây. Cùng lúc đó, đám người công chủ Quỳnh Tiêu tới tấp xông lên, vây đánh Thiên Hoàng phân thân. Các loại cấm pháp tế khởi, khắp trời hào quang bay múa, từng luồng khí thức của cấm bảo ở giữa không trung xông đến, các loại trận vân dịch chuyển qua lại. Trong bảo hồn giới đã trở nên hung ác, nguy hiểm dị thường. Nếu như không có cấm bảo trong tay thì ngay cả nhân hoàng tiến vào đây đều sẽ dễ dàng bị giết chết. Thánh chủ mà đến đây cũng đều chỉ trong nháy mắt sẽ trúng trọng thương. Nhất là Luân Hồi Thiên Bàn của Triều Công Thiều và Quế Hoa Thần Thụ của cung chủ Quỳnh Tiêu, mỗi một đạo trận vân do hai bộ cấm bảo này phát ra đều có thể dễ dàng tiêu diệt một vị nhân hoàng đỉnh cao. Rất may là Kiều Kiều đã sớm được Diệp Húc thu vào trong ngọc lâu của mình, được ngọc lâu che chở, nếu không thì với thực lực tu vi của nàng căn bản không có cách nào chống đỡ ở trong này, dù chỉ là một giây liền sẽ bị cắn nát. Thiên Hoàng phân thân nổi giận đùng đùng, thân hình chấp động, vừa đi vừa đánh, không để mọi người đến gần. Đồng thời các loại vu pháp giống như cuồng phong bão táp thi triển ra, không ngừng đối kháng lại cấm bảo, oanh kích đến mức Luân Hồi Thiên Bàn, Quế Hoa Thần Thụ, Y Doãn Huyền Quan không ngừng mà chấn động. Thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không có cách nào tiếp cận, bị từng đạo uy năng cấm pháp đánh lui. Sức mạnh của hắn không ai có thể sánh được. Giết! Một đạo vu pháp của hắn xuất ra, bày ra tam thập tam thiên giới băng liệt, đem tất cả mọi người bao phủ bên trong, lập tức đánh đến cấm bảo bất ổn, khiến cho mỗi người đều trúng thương. Cho dù là cung chủ Quỳnh Tiêu cũng không khỏi chảy máu ở khóe miệng. Diệt tiên tri thú! Hắn lại một chưởng đánh xuống, hủy diệt tất cả, rung động Quế Hoa Thần Thụ. Thần thụ chấn động, nghìn vạn cành cây đều gãy vỡ, cánh hoa tung bay, thê mỹ vô cùng. Tử Tiêu nương nương và Thần Tiêu nương nương ho ra máu, vì hắn một chưởng theo Quế Hoa Thần Thụ đánh bay, ngã xuống đất đến không dậy nổi. Ma diệt chúng sinh! Triều Công Thiều mặt mày dữ tợn, liều mạng già xông lên phía trước, cưỡng chế thôi động Luân Hồi Thiên Bàn, giống như một cái cối xe lớn, đem Thiên Hoàng phân thân bao ở bên trong không ngừng cắn nát. Thiên Hoàng phân thân nổ tung, lại một lần nữa ngưng kết, trở mình xuất trưởng, đem Triều Công Thiều đánh đến mức không ngừng hộc máu, xương cốt gãy hết, bay ngược mà ra. Quỳnh Tiêu công chủ tế khởi thần thụ quét đến, đem y bao phủ, bản thể thần thụ nện xuống, một lần nữa đem Thiên Hoàng phân thân đánh vỡ, lại tiêu diệt đi một phần uy năng cấm pháp. Thiên Hoàng phân thân lúc tan lúc tụ, phùng mồm trợn mắt, mở miệng hét lớn. Cung chủ Quỳnh Tiêu không kịp trở tay, bị hắn quát lớn chấn đến mức thất khiếu chảy máu, lảo đảo lùi về phía sau. Hắn bước lớn lên trước, tay vừa đưa ra, trời đất sụp đổ, hướng Quỳnh Tiêu công chủ giáng xuống. Giả La Minh Tôn khắp người đầy máu xuất hiện ở phía sau hắn, liên tục cười gằn, đột nhiên vung huyền quan lên đập xuống gáy Tuyên Hoàng phân thân. Thình thịch, thình thịch. Tuyên Hoàng phân thân bị gã đột kích đập cho bể đầu, chân tay vẫn còn, hai tay thỏ ra phía sau bắt được hai chân Giả La Minh Tôn, dùng lực mà xé, đem Giả La Minh Tôn xé rách thành mấy mảnh. Gào! Hạo Thiên Quyền trên vai Giả La Minh Tôn cũng bị giết đến đỏ mắt, thét dài một tiếng. Trong miệng của nó nhổ ra một con cự khuyển eo nhỏ, há to mồm, răng rắc một tiếng, cắn mất nửa thân Tuyên Hoàng phân thân, khanh khách kêu lên, nuốt vào trong bụng. Phốc xoẹt. Đỉnh đầu con cự khuyển này đột nhiên vỡ ra, bị Tuyên Hoàng phân thân lại ngưng kết lại đánh vỡ, thoát thân mà ra, lập tức thò tay hướng Hạo Thiên Quyền bắt tới. Ngươi làm thương lão mẫu ta, ta giết cả nhà ngươi. Hạo Thiên Quyền hai mắt đỏ máu, bốn chân ra sức chạy xông vào hắn. Lúc này Giả La Minh Tôn đã khôi phục thân thể, thấy thế vội vàng tóm lấy đuôi của nó, đem nó vứt qua một bên, quay trở về. Đang một tiếng, Diệp Phúc chợt xuất hiện sau lưng Tuyên Hoàng phân thân, dưới nách đột nhiên mọc ra 64 cánh tay, nhất tề tóm lấy Kiến Mộc Thần Trượng, gầm lên giận dữ, huy khởi Kiến Mộc Thần Trượng đập xuống. Tuyên Hoàng phân thân lúc này không hề phòng bị, vừa lật tay ra triển khai chư thiên mặt nhật, lật tay tiếp Kiến Mộc Thần Trượng. Một chưởng này của hắn lạc vào trong không trung, thân hình Diệp Phúc đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt của hắn, một trượng đem hắn đánh bạo. Người lại làm thương bổn hoàng rồi. Tuyên Hoàng phân thân giận dữ, ngưng tụ hình thể. Diệp Phúc vội vàng triển khai hư không ấn, tan biến vào hư không, thi triển trường không ấn bỏ chạy. Chỉ thấy Tuyên Hoàng phân thân một trượng chụp đến từ xa, Diệp Phúc lập tức bị chấn ra từ hư không, mặt mày tái nhợt, bị chấn đến không ngừng hộc máu. Hôm nay các ngươi sẽ lần lượt chết ở đây, chết ở đây. Tuyên Hoàng phân thân bước lên trước một bước, đuổi đến bên cạnh Diệp Húc, lật tay giáng xuống. Cảnh tượng thiên giới đại băng diệt một lần nữa xuất hiện, vô cùng vô tận tiên quang bao phủ lấy Diệp Húc. Trung ương bất không, bất động thần vương. 66 cánh tay Diệp Húc nhất loạt thi triển bất động thần vương ấn, đồng thời tế khởi Kiến Mộc Thần Trượng. Một cây thanh trụ chống trời dựng lên, ngọc lầu treo cao trên thanh trụ, hào quang như màn, khí tức khai bộ bảo vật tương liên, cơ hồ muốn hòa nhập làm một, chống chọi lại một kích này của Tuyên Hoàng phân thân. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 144 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 145 sắp tới.